Đây. Đây là chúng ta sẽ test tính năng đầy nổ từ xa của xe Ford Everest. Đó. Sẽ bấm 4 lần để kích hoạt. Đầy nổ từ xa chúng ta bấm 4 lần nút khóa. Cuối cùng là bánh gì đấy? Đó. Xe động cơ đã khởi động nhá. Và đây nhờ em cầm chìa khóa cho anh. Bạn ấy cầm chìa khóa rồi nhá. Và xe lúc này vẫn đang được lock, không hề mở được cửa, rất an toàn. Và bên trong xe thì chúng ta có thể thấy là cửa gió điều hòa đang hoạt động. Đó. Và đây, xin phép nhận lại chìa khóa xe. Khi mà xe chìa khóa đang cầm ở tay rồi đúng không ạ? Chúng ta đến gần cửa. Cửa lúc này đã mở và xe đang hoạt động rồi. Đó. Và đây, muốn tắt tính năng này, muốn tắt tắt khởi động xe đúng không ạ? Chúng ta lại có việc gì đó chúng ta không ra xe nữa. Chúng ta ấn 3 lần. Đó, động cơ đã hoàn toàn tắt và cửa chắc chắn lúc này cũng đang lock đúng không ạ? Rất thông minh, rất tiện ích và an toàn. Cảm ơn các bạn.